Xin giới thiệu, đây là anh Cương, là điều phối ở tại bến xe nha các bạn ơi. Anh Cương rất đẹp trai. Đây là con đang xếp hàng để mà vào bến xe đây. Quá trời đông. Đông quá trời đông người. Đây là các bạn đang kiểm tra giấy test Covid vào. Ai là vào phải có giấy test Covid âm tính. Đúng chuẩn chứ không phải là mua giấy nha. Ai mua giấy là không được vào nha. Chị ơi, cứ vào đi. Tại vì vậy? Ông hay là gửi cái hình gì cho mấy ông người mạng rồi kia đúng không? Đúng rồi, đăng quang đó, chính xác đó ông à. Đây là vào khu vực bà con nhận phần ăn miễn phí của hội đồng hương. Đây, mỗi người sẽ được một cây bánh bao, một hũ sữa và một chai nước suối nha. Đó. Đấy. Đây, bà con đang vào xếp hàng để lên xe. Đấy. Còn trong kia là các bạn tình nguyện viên đang chuẩn bị đồ ăn, sắp xếp cho mọi người. Đây là những tình nguyện viên xinh đẹp mà đang sắp xếp đồ ăn cho mọi người đây. Đang lên sóng Phú Yên đây. Các bạn sẽ lên được tất cả. Đây là những bạn tình nguyện viên mà không phải là người con Phú Yên nhưng mà ra bến xe để mà hỗ trợ cho bà con Phú Yên mình. À, đó, Bình Thuận đây. Đắk Nông, Bình Thuận đây. Đấy. Và đây là đi vào để mà khu vực bà con lên xe. Đây, tất cả mọi người đang lên xe đây. Đấy, các chuyến xe đang đón mọi người lên xe. Mình sẽ không đới sát gần mọi người, bởi vì mình phải né ra một xíu chứ không là mình dính Covid. Phải né bà con. Mình đi xe nào? Hả? 2-3 đi phía sau kia nha. Đây, từ số 1 tới số 8, 8 ở kia. Tám cặp chín luôn, từ một tới từ số một đếm tiếp theo đi hết.
thì đã đi qua xíu nữa tới 13 rồi. Số 3 đây, số 3 đây. Đấy. 23 đi ra bên sau nữa, để thả thẳng ở sau nữa. Cột cái bi lại nó rất bệt bệt rồi. Đúng rồi, đó số 6 đó các bạn, xe dán như xe hết là đủ á. Đây. Mọi người nào thấy là có con nít đi mà mẹ phải dẫn hai đứa con nít đi theo đây. Có chứng minh nữa hả? Rồi ok. Đây. Bạn nào rất chứng minh nhân dân rồi. Tú ơi, Tú ơi, Tú. Đưa cái loa cho anh cái. Rồi không em cắm mấy bạn đứng dọc đường không rồi. Alo alo. Bạn nào tên là Nguyễn Thị Tuyết Như rất chứng minh nhân dân đây. Nguyễn Thị Tuyết Như rất chứng minh nhân dân, ai đó ai là Nguyễn Thị Tuyết Như? Tìm cái này hơi căng luôn á. Ai tên là Nguyễn Thị Tuyết Như? Đây. Trời ơi. Cái chứng minh nhân dân không cũng rất. Sao không ấy? Đây đấy, đây là cảnh mọi người đang xếp hàng lên xe đây. Xe số 12 thì phải đợi công văn của thành phố đưa ra thì mới biết nha, bạn Hiếu. Thì hiện tại bạn chức cũng không biết là khi nào mới số 12 hết. Thì lịch là qua tuần nhưng mà vấn đề là không có có biết được. Bỏ xuống kéo cho nó dễ. Hư hoài à? Mình không có thể giúp được mọi người được vì hạn chế tiếp xúc để mà tránh Covid. Đây, đây là trường hợp sắp rất là nhiều đồ. Nhưng mà thật sự là không muốn giúp nhưng mà giúp không được. Rất là ngại để tiếp xúc bởi vì dính một phát là mất công là ảnh hưởng rất nhiều anh em ban tổ chức. Nên là không dám giúp. Đây, đây. Dắt theo công dắt luôn ba đồ về đây, đem cả quạt về quê luôn nè. Ni lông bữa nhiêu ở kho mình còn hết chứ bữa bữa hết rồi hả? Bữa sách cái gì bạn, là sách gì ta? Được không? À, để thôi. Nhờ Tú. Tú ơi, Tú ơi. Tú, Tú. Ủa cái nhớ mượn bịch bịch đồ. Còn kiểm tra lại còn cho hết hết thùng rồi. Đây. Sao trường hợp sao? Ủa xét nghiệm gì kỳ cục vậy? Có 100.000, 150.000 là đây mua giấy hay là test? Test bao nhiêu phút đó có thể?